Nếu quý vị đang tìm kiếm một dòng máy sấy có thể sấy hàng chục loại nguyên liệu cho năng suất từ 50 cân trở lên mà chỉ mua với một mức giá rẻ nhất trên thị trường, vậy thì tuyệt đối đừng bỏ lỡ video này. Ngọc Nga xin kính chào quý vị và bà con. Thưa quý vị, hiện nay các sản phẩm sấy khô đang được quý vị dần sử dụng ưa chuộng bởi giá trị dinh dưỡng của chúng cũng như sự dễ bảo quản, dễ sử dụng. Nếu quý vị đang tìm kiếm một sản phẩm máy sấy cho năng suất cao, phù hợp với các hộ kinh doanh vừa và lớn, vậy thì sản phẩm phía bên tay phải Ngọc Nga đây chính là sự lựa chọn tuyệt vời cho quý vị. Ngọc Nga xin giới thiệu tới quý vị dòng sản phẩm máy sấy thực phẩm đa năng. Nếu quý vị đang tìm kiếm một dòng sản phẩm cho năng suất vừa phải, phù hợp với các hộ kinh doanh nhỏ lẻ, vậy thì phía bên tay trái Ngọc Nga đây chính là sự lựa chọn tuyệt vời cho quý vị. Ngọc Nga xin giới thiệu tới quý vị dòng sản phẩm máy sấy inox 10 khay gia đình. Và để cho quý vị có thể hiểu rõ hơn về hai dòng sản phẩm này, vậy thì xin mời quý vị hãy nán lại một vài phút để cùng với Ngọc Nga tìm hiểu kỹ hơn về hai dòng máy này. Xin mời ạ. Dòng máy sấy của công ty Bình Minh được thiết kế cải tiến, hiện đại, sử dụng dòng điện gia đình 220V, phù hợp với mọi hộ gia đình. Ưu điểm của máy giúp giữ được màu sắc, hương vị tự nhiên, dinh dưỡng của nguyên liệu, cũng như đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Máy có thể sấy được đa dạng các sản phẩm, thịt gà, thịt trâu, mầm đậu nành, cá, hoa quả, dược liệu tùy theo nhu cầu của người sử dụng. Dòng máy sấy của công ty Bình Minh được thiết kế hệ thống chốt đóng mở, hệ thống gioăng cao su giúp cho nhiệt được giữ kín trong buồng làm việc, không bị thoát hơi nóng ra bên ngoài. Khoang làm việc được thiết kế 100% bằng inox với lớp lót bông thủy tinh cách nhiệt, giúp cho nhiệt không bị tỏa ra ngoài, đảm bảo hệ thống buồng sấy được ổn định nhiệt. Hệ thống rãnh nhiệt được dàn đều hai bên sườn, giúp cho nhiệt tỏa đều vào các khay. Phần quạt hút sẽ giúp hơi nóng tuần hoàn tròn, làm cho các nguyên liệu được sấy khô đều từ trong ra ngoài. Dòng máy sấy nông sản được thiết kế hệ thống thanh nhiệt, gồm hai thanh nhiệt trụ U cùng công suất 800 W trên một thanh. Còn hệ thống tiêu thụ nhiệt của máy sấy thực phẩm đa năng gồm 8 thanh nhiệt trụ U, mỗi thanh có công suất 800 W. Buồng làm việc của máy sấy bao gồm 10 khay sấy. Với máy sấy thực phẩm đa năng, khay sấy có chiều dài, chiều rộng lần lượt là 95 và 76 cm, chứa được 8 đến 10 cân nguyên liệu trên một khay cho quý khách hàng. Cho năng suất cao từ 80 đến 100 cân trên một mẻ, phù hợp với các hộ kinh doanh quy mô vừa và lớn. Còn máy sấy inox, khay sấy có chiều dài 60 cm, chiều rộng 43 cm và độ sâu của khay là 3 cm. Chứa được lượng nguyên liệu vừa phải cho năng suất từ 30 đến 50 kg trên một mẻ làm việc, phù hợp với các hộ kinh doanh nhỏ lẻ. Và để đáp ứng nhu cầu của khách hàng, lỗ khắc khí của khay có thể làm theo nhu cầu sấy từng nguyên liệu theo ý của người sử dụng. Các khay sấy được làm hoàn toàn bằng chất liệu inox, đảm bảo vệ sinh an toàn cho người sử dụng. Máy sấy của công ty Bình Minh được thiết kế với bảng điều khiển hiện đại, tiên tiến, giúp cho khách hàng dễ dàng sử dụng. Máy sử dụng điện gia đình 220V, thích hợp với tất cả các hộ gia đình sử dụng. Riêng đối với dòng máy sấy, quý khách có thể sử dụng cả nguồn điện 380V. Và thành phẩm sau khi sử dụng với máy sấy của công ty Bình Minh đều giữ được nguyên hương vị, màu sắc. Quý vị có thể trực tiếp sử dụng được luôn hoặc đem đóng bao để bảo quản lâu dài mà không cần phải phơi thêm dưới nắng, giúp tiết kiệm thời gian công sức của quý khách hàng. Vâng, và vừa rồi Ngọc Nga đã giới thiệu tới quý vị hai dòng máy sấy nông sản cho năng suất khác nhau, phù hợp với từng nhu cầu của quý vị. Vậy quý vị còn chần chờ gì nữa mà không nhanh chóng sở hữu ngay cho mình dòng sản phẩm phù hợp với nhu cầu của mình nhất, giúp quý vị có thể tự chủ động phơi sấy nông sản mà không cần phải trông chờ phơi dưới nắng như trước kia. Mọi thắc mắc cần được tư vấn giải đáp, quý vị hãy gọi ngay tới số hotline được hiển thị ở dưới màn hình. Ngọc Nga xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo. Khi mua máy tại công ty Bình Minh, bà con có thể trực tiếp đến xưởng sản xuất của công ty tại khu công nghiệp Phú Thịnh, thị xã Sơn Tây, Hà Nội, thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt để mua máy hoặc chuyển khoản qua ngân hàng và nhận máy ngay tại nhà, rất tiện lợi cho tất cả bà con ở xa.